Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin hôm nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 đô la Mỹ để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6 tháng 2 và sẽ giao các bộ ngành của Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới. Trước đó, trong các ngày 9 tháng 2 và 12 tháng 2, các đoàn công tác gồm hơn 100 cán bộ chiến sĩ, công an và bộ đội đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vật tư thiết bị để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, kiêm nhiệm Syria đã, đang và sẽ theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực như cử cán bộ trực tiếp có mặt tại thực địa, hỗ trợ sát sao các đoàn cứu hộ, cứu nạn từ trong nước, quyên góp ngày lương, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và tích cực hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất theo khả năng và tình hình thực tế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 86 QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2023, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040. Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Văn Giang được thực hiện trong địa giới hành chính của huyện Văn Giang, cụ thể phía Bắc giáp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, phía Nam giáp huyện Quái Châu và huyện Yên Mỹ, phía Đông giáp huyện Văn Lâm, phía Tây giáp sông Hồng và thành phố Hà Nội. Quy mô lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Văn Giang 7.192,82 ha. Theo dự báo, đến năm 2040, đô thị Văn Giang có khoảng 360.000 người. Theo định hướng phát triển không gian đô thị Văn Giang được phân thành 3 phân vùng, gồm vùng đô thị hóa tập trung, vùng bãi ngoài đê và khu trung tâm đô thị Văn Giang, diện tích khoảng 40 ha. Về du lịch, đô thị Văn Giang phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, giá trị cảnh quan, sinh thái, môi trường. Công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các sở ngành, đơn vị địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 260.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng trên 51.000 người so với cùng kỳ năm 2022, trên 236.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 1.142.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 92,67% dân số, tăng 1,17% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022. Chỉ tính riêng năm 2022, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế tỉnh đã chi trên 3.250 tỷ đồng cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2023. Kiến thức nằm trong chương trình trung học cơ sở chủ yếu là ở lớp 9. Thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên phải tham gia 3 bài thi là ngữ văn với hình thức tự luận, toán và bài thi tổng hợp 3 môn với hình thức trắc nghiệm. Bài thi tổng hợp gồm 3 môn tiếng Anh, 1 môn khoa học tự nhiên và 1 môn khoa học xã hội do Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn ngẫu nhiên. Môn thi được chọn sẽ công bố sớm nhất trước 45 ngày trước khi kết thúc năm học. Thí sinh dự thi trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên ngoài 3 bài thi như khối không chuyên sẽ có thêm bài thi môn chuyên với hình thức tự luận, thời gian làm bài là 150 phút. Với mong muốn giúp cho học sinh có thêm hứng khởi, yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương, các giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã biên soạn chuyển thể lược sử phố Hiến bằng tranh. Tác phẩm gồm 15 bức tranh, mỗi bức tranh đề cập đến một sự kiện trong giai đoạn hình thành, phát triển, suy tàn của phố Hiến, được trình bày dưới dạng câu chuyện giữa ông và cháu. Nội dung được tóm lược đơn giản, văn phong bình dị, phù hợp với đối tượng trẻ em. Tập truyện đã được nhiều trường học trên địa bàn huyện Văn Lâm sử dụng
thành tài liệu tham khảo trong các môn học và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh. Tác phẩm đã đoạt giải nhì tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh lần thứ tư, cuộc thi không có giải nhất. Tác phẩm cũng nhận được sự góp ý của nhiều chuyên gia, độc giả và đang trong quá trình chỉnh sửa hoàn thiện để có thể ứng dụng rộng rãi. Liên quan đến những sai phạm trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học, tổng giá trị hợp đồng là hơn 250 tỷ đồng. Trong đó, mua sắm tập trung 15 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng là hơn 240,7 tỷ đồng. Những gói thầu này đã được phù phép nâng giá lên cao một cách bất thường, nhiều mục bị tráo đổi phụ lục gây thất thoát nhiều tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan công an tập trung làm rõ sai phạm của các cá nhân tổ chức liên quan với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vụ án đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh. Hiện vụ việc đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra. Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng bị khởi tố và tạm giam gồm Phạm Văn Sơn, sinh năm 1982 ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, Trương Văn Minh, sinh năm 1987 ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thành Long, sinh năm 1990 và Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1996, đều ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2023, tại km 28+700 quốc lộ 5A hướng đi Hà Nội Hải Dương, thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, bốn đối tượng này đi trên xe ô tô biển kiểm soát 29C00281 xảy ra mâu thuẫn với lái xe ô tô container biển kiểm soát 34C15683 do Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1990 ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển. Các đối tượng đã đuổi theo, chặn xe lại và hai bên đã xảy ra đánh nhau gây ách tắc giao thông trên đoạn đường quốc lộ 5A dài khoảng 200 mét gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tại một số chợ trên địa bàn huyện Văn Giang, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được quan tâm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Chợ Châu, xã Tân Tiến được xây dựng từ năm 1997, từ đó đến nay vẫn chưa một lần nào được tu sửa. Chợ Châu rộng khoảng 500 mét vuông là nơi buôn bán của gần 40 tiểu thương. Hiện hệ thống phòng cháy chữa cháy không có, bình chữa cháy cũng không. Chợ Văn Giang là khu chợ dân sinh lớn nhất ở huyện Văn Giang, có diện tích trên 3.000 mét vuông, là nơi buôn bán của gần 200 tiểu thương. Tuy nhiên, chợ đã xuống cấp trầm trọng. Bình chữa cháy không có, dây điện chằng chịt, trạm biến áp, ngay sát quầy bán hàng, nhiều tiểu thương còn tự đấu nối điện, tiềm ẩn nguy cơ chập điện cháy nổ. Chương trình sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo nhận diện người đứng đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda sau cái chết của chùm khủng bố đứng đầu tổ chức này vào tháng 7 năm 2022. Theo đó, lãnh đạo mới của Al-Qaeda là Saeed Al-Adel, một người Ai Cập sinh sống ở Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo và cho biết đánh giá của Mỹ phù hợp với đánh giá của Liên Hợp Quốc, cho rằng thủ lĩnh mới trên thực tế của Al-Qaeda là Saeed Al-Adel. Al-Adel từ lâu đã được coi là người có khả năng kế nhiệm thủ lĩnh Al-Qaeda vào năm ngoái. Tuy nhiên, hiện không có thông tin chính thức nào từ nhóm cũng như bất kỳ ai xác nhận thông tin này. Al-Adel được cho là 62 tuổi, từng là trung tá thuộc lực lượng đặc biệt của Ai Cập và là nhân vật cộm cán trong hàng ngũ của Al-Qaeda. Cơ quan nhập cư Panama cho hay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới xảy ra tại nước này khiến ít nhất 33 người đã thiệt mạng. Khoảng 20 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một số người bị thương nghiêm trọng. Theo đại diện cơ quan nhập cư Panama, vụ tai nạn xảy ra hôm 15 tháng 2 khi chiếc xe buýt chở 66 người di cư băng qua khu rừng Darien Gap nối từ Colombia tới Trung Mỹ và gặp nạn khi đang di chuyển đến điểm tạm trú ở tỉnh Chiriguí, duyên hải miền Tây Panama, giáp biên giới với Costa Rica. Giới chức không cung cấp thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, nhưng cho biết cơ quan này sẽ tìm cách liên lạc với người thân và các đại sứ quán có công dân gặp nạn. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Kristalina Georgieva cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể đang đạt đến một bước ngoặt với sự sụt giảm lạm phát và việc Trung Quốc mở cửa trở lại.
Hồi tháng 1 năm nay, IMF đã nâng ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2023 lên 2,9% so với dự báo trước đó là 2,7%. IMF dự kiến lạm phát toàn cầu sẽ giảm xuống mức 6,6% trong năm nay từ mức 8,8% của năm ngoái và sẽ giảm thêm xuống còn 4,3% trong năm 2024. Bà Georgieva cho biết, việc mở cửa trở lại của Trung Quốc đang giúp ích cho thị trường lao động và người tiêu dùng ở Mỹ và khu vực châu Âu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.